Indonesia dùng BMP-3F rất tốt, Việt Nam còn chơi gì nữa? Tuy được coi là xe chiến đấu bộ binh, thế nhưng sức mạnh của BMP-3F tương đương xe tăng hạng trung, trong khi có tính năng giống xe thiết giáp chở quân và khả năng lội nước tuyệt vời. BMP-3F là phiên bản đặc biệt chuyên dùng cho lực lượng đổ bộ đường biển của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 do Kurganmash Zavod Liên bang Nga nghiên cứu và sản xuất. Ngay sau khi ra đời, BMP-3F đã được nhiều quốc gia trên thế giới đón nhận nồng nhiệt với đơn hàng tới tấp. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên ký hợp đồng mua BMP-3F. Ít nhất 54 chiếc BMP-3F đã được Nga chuyển giao cho Indonesia vào năm 2010 và 2014. Trong quá trình sử dụng, hầu hết các quốc gia đều không có bất kỳ phàn nàn nào về sức mạnh của BMP-3F. Gần đây, một trang mạng Nga tiết lộ nhiều hình ảnh quá trình sử dụng BMP-3F ở Indonesia, cho thấy khả năng tác chiến trên bộ, trên biển tuyệt vời của dòng xe thiết giáp chiến đấu tối tân này. Trong ảnh, BMP-3F được lính Indonesia lái nhảy một cái xuống biển. Theo các tài liệu Nga, BMP-3F được thiết kế cho hoạt động tác chiến trên biển, cải thiện khả năng đi biển và nổi, khả năng di chuyển ở điều kiện sóng biển cấp 3. Chiếc xe được trang bị động cơ đẩy water jet, cho phép di chuyển trên mặt nước với tốc độ đến 10 km/h. BMP-3F có thể đảm bảo hoạt động tác chiến đổ bộ trong vòng 7 giờ. Đặc biệt, ngay cả khi di chuyển trên biển, BMP-3F có thể khai hỏa chính xác ở điều kiện sóng biển cấp 2. Ngoài khả năng bơi lội cực tốt, BMP-3F sở hữu hỏa lực mạnh mẽ tương đương phiên bản tiêu chuẩn BMP-3M. Đặc biệt, phiên bản này sở hữu hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Vũ khí tiêu chuẩn của BMP-3F vẫn là khẩu pháo rãnh xoắn sơ tốc thấp 2A70 cỡ 100mm, có thể bắn tên lửa chống tăng qua nòng, một khẩu pháo 2A72 30mm kẹp nòng pháo chính và một đại liên đồng trục 7,62mm PKT. Hỏa lực của BMP-3F được đánh giá tương đương xe tăng hạng trung. Khẩu pháo 2A70 100mm với khả năng bắn tên lửa chống tăng 9M117 có tầm bắn lên tới 4-5 km, trong khi với đạn nổ phá mảnh 3OF32 thì tầm bắn của 2A70 cũng đạt tới 4 km. Đặc biệt, hiếm có một dòng xe chiến đấu bộ binh nào trên thế giới là được lắp khẩu pháo bự 30mm kẹp nòng pháo chính như BMP-3. Khẩu pháo này không chỉ triệt hạ được xe thiết giáp mà khi nâng góc bắn có thể diệt được cả máy bay, trực thăng. Khả năng cơ động trên bộ của BMP-3F là khỏi bàn cãi nhiều. Với động cơ UTD 29M500 mã lực, chiếc xe có thể đạt tốc độ tới 72 km/h trên đường bằng hoặc 45 km/h off-road. Như đã đề cập, ngoài khả năng chiến đấu như một cỗ tăng hạng trung, BMP-3F còn có tính năng như xe thiết giáp chở quân khi chứa được tiểu đội 7 binh sĩ nai địch đầy đủ hàng nóng. Rõ ràng, chỉ bấy nhiêu tính năng như trên, BMP-3F là ứng viên sáng giá nhất thay thế dòng xe tăng lội nước BT-76B có mặt trong Hải quân Nhân dân Việt Nam. Mà thực tế, theo hãng thông tấn TASS từng đề cập, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm tới BMP-3F và pháo tự hành chống tăng 2S-25 Spruce SD, thế nhưng hiện tại vẫn chưa có hợp đồng nào được đưa ra. Hy vọng rằng là trong vài năm tới, Việt Nam sẽ đặt bút ký hợp đồng mua BMP-3F, đó sẽ là sự bổ sung cần thiết cho bộ đội Hải quân đánh bộ của chúng ta. Ứng viên yểm trợ hỏa lực Hải quân đánh bộ Việt Nam. Theo đà tiến thẳng lên hiện đại, lực lượng Hải quân đánh bộ Việt Nam tất yếu sẽ có yêu cầu được trang bị trực thăng và vũ trang yểm trợ hỏa lực. Hiện nay, trong các đợt diễn tập tổng hợp đổ bộ đường biển của các lữ đoàn Hải quân đánh bộ Việt Nam, yểm trợ đường không cho đội hình tác chiến là các trực thăng vận tải đa dụng Mi-8, Mi-17 vũ trang bằng rocket S-5. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các loại máy bay lên thẳng do có gốc vận tải nên khả năng cơ động tương đối chậm chạp, vũ khí chưa đủ uy lực cũng như khả năng tấn công chính xác chưa cao. Cho nên trong tương lai, việc Hải quân đánh bộ có trực thăng vũ trang riêng là đòi hỏi tất yếu. Đã có một vài ứng viên được nêu ra như là K-52K hay là K-29. Đáng tiếc, trạng loại đầu tiên quá đắt đỏ, còn loại thứ hai cũng chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu khi chi phí vận hành quá lớn. Vũ khí kém đa dạng và nhất là Nga không sản xuất mới để bán, mà chỉ duy trì số lượng từ thời Liên Xô cho nhu cầu của chính mình. Nhưng một diễn biến mới đã xảy ra hôm 18 tháng 1, tạp chí quốc phòng Chance của Anh đăng tải thông tin cho biết, thủy quân lục chiến Mỹ có kế hoạch bán rẻ phi đội trực thăng vũ trang AH-1V Super Cobra của mình để mở đường tiếp nhận phiên bản mới hơn AH-1Z Viper. AH-1V Super Cobra là một phiên bản nâng cấp với hiệu suất cao từ nguyên mẫu AH-1 Cobra từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Nó đang có mặt trong Hải quân Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan và nhiều cường quốc quân sự khác. Với hai động cơ General Electric T-700GE-401, công suất tổng cộng 2.410 kW, giúp máy bay có thể leo cao với tốc độ là 8,8 m/s,
tốc độ tối đa đạt 388 km/h. Tầm hoạt động là 648 km và trần bay 3.720 m. Trọng lượng cất cánh tối đa của siêu rắn hổ mang là 6.697 kg, tải trọng vũ khí lớn nhất là 1,7 tấn, bao gồm pháo Gatling cỡ 20mm ở mũi với cơ số 750 viên đạn, giá treo ngoài mang được Rocker 70mm hoặc 127mm, tên lửa chống tăng Tau hoặc là Hellfire, tên lửa đối không Sidewinder, tên lửa chống radar Sidearm. Trên máy bay còn có thiết bị cảnh báo radar AN/APR-39, XE-2, hệ thống cảnh báo tên lửa ATKAN/AAR-47 sử dụng thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại thu được từ động cơ tên lửa. Ngoài ra còn có thiết bị cảnh báo bị chiếu tia laser và hệ thống thả mồi bẫy lừa tên lửa đối phương của liên doanh Bear System và Lockheed Martin, cùng thiết bị ngắm bắn quang điện tử tối tân. AH-1W Super Cobra tỏ ra ưu việt hơn K-29 ở khả năng vận động linh hoạt, giá thành khai thác rẻ và đặc biệt là vũ khí cực kỳ đa dạng và uy lực lớn. Nay khi Mỹ đã bỏ công vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và đang chào bán giá rẻ phi đội AH-1W của mình, thì đây có thể là cơ hội để chúng ta tiến hành hiện đại hóa lực lượng yểm trợ hỏa lực đường không cho Hải quân đánh bộ. Quá trình chuẩn bị cho bay đêm của Mi-8 Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo Phòng không Không quân, để thực hiện chuyến bay đêm, ngay từ 16 giờ, các nhân viên thông tin tiến hành rải dây và thắp đèn dạ hàng hai bên đường băng và khu vực bãi ngoài, để máy bay hạ cánh theo các khoa mục huấn luyện trong băng bay. Ở tuyến chờ trên đường băng, các cán bộ và nhân viên kỹ thuật cùng hệ thống xe nạp dầu, tra khí, thông điện, cứu hỏa liên tục vào ra phục vụ những chiếc máy bay Mi-8 sẵn sàng cho băng bay đêm. Đúng 17 giờ 10, chiếc Mi-8 số hiệu 3774 của Trung đoàn 916 nhẹ nhàng nhấc mình và lướt trong không trung, thực hiện chuyến bay khí tượng. Sau 15 phút, chuyến bay trinh sát khí tượng đã hạ cánh an toàn. Tổ bay trinh sát khí tượng kết luận đủ điều kiện huấn luyện bay đêm. Sau khi kiểm tra lần cuối, công tác chuẩn bị của các thành phần phục vụ mặt đất như hậu cần, thông tin, kỹ thuật và lực lượng phi công cùng các thành phần tổ bay, Đại tá Nghiêm Quang Khải, Trung đoàn trưởng đã giao nhiệm vụ thực hiện băng bay huấn luyện cho các tổ bay. Đúng 18 giờ 10 phút, băng bay chính thức được bắt đầu. Cứ mỗi khi máy bay hạ cánh, lực lượng kỹ thuật lại nhanh chóng triển khai nạp dầu, kiểm tra lại các thông số kỹ thuật. Sau những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa băng bay, những cánh bay trực thăng lại miệt mài trong đêm. Trên đài chỉ huy, tiếng liên lạc đối không vẫn đều đặn giữa chỉ huy băng bay và các thành viên tổ bay đang hoạt động trên không. 816 báo điểm vòng, vòng 3, 816 xin phép hạ cánh. Chỉ huy bay cho phép hạ cánh, nơi xe đèn chiếu đã sẵn sàng, máy bay về hạ cánh an toàn. Bay đêm có những khác biệt so với bay ngày bởi tầm quan sát bị hạn chế hơn rất nhiều. Do vậy, đòi hỏi các phi công và thành viên tổ bay phải thuộc địa tiêu mặt đất. Điều kiện ở sân bay Hòa Lạc lại không được như các sân bay đóng tại các thành phố lớn vì không có hệ thống đèn dạ hàng chuyên dụng mà chỉ có đèn chiếu, đèn dạ hàng đường băng ít. Chính vì thế, tổ bay phải chủ động tính toán và chuẩn bị kỹ càng trước khi bay. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên không, chúng tôi luôn phải chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành của chỉ huy bay. Bay khí tượng. Bay khí tượng là chuyến bay không thể thiếu trước khi thực hiện mỗi chuyến bay huấn luyện. Vậy vai trò của những chuyến bay này là gì? Trả lời trên báo Quân đội Nhân dân, Thượng tá Lê Trung Nam, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 927 cho biết, mục đích của chuyến bay khí tượng nhằm thu thập thông tin cần thiết đối với băng bay như điều kiện thời tiết thực tế, cũng như xu hướng diễn biến thời tiết trên các không vực, đường dài nơi các máy bay sẽ hoạt động, đồng thời kiểm tra khả năng làm việc của các đài, trạm bảo đảm dưới mặt đất. Từ những thông tin thu nhận được qua chuyến bay trinh sát thời tiết, chỉ huy bay sẽ quyết định có tổ chức bay chính thức hay không. Các chuyến bay chính thức chỉ được thực hiện khi điều kiện thời tiết cũng như sự hoạt động của các đài, trạm đảm bảo đủ điều kiện cho máy bay hoạt động trên không. Thời gian máy bay cất cánh chính thức do chỉ huy bay quyết định thường là sau khi chuyến bay trinh sát thời tiết cất cánh khoảng 1 giờ. Với tính chất quan trọng như thế, nên chuyến bay trinh sát thời tiết thường được thực hiện bởi các phi công giàu kinh nghiệm, có trình độ kỹ thuật lái tốt. Các phi công bay trinh sát thời tiết trên máy bay có 2 chỗ ngồi. Tham gia chuyến bay trinh sát thời tiết thường có chỉ huy bay với nhiệm vụ quan sát, thông báo tình hình thực tế, cũng như dự báo xu hướng diễn biến của thời tiết trên hành trình bay, đồng thời ghi nhận khả năng hoạt động của các đài, trạm mặt đất. Thượng tá Lê Trung Nam cho biết,
có bài trinh sát thời tiết thì mới đánh giá đúng khí tượng và xu hướng diễn biến của nó, để chỉ huy bay có phương án thả máy bay vào không vực nào cho phù hợp với bài bay và trình độ của phi công. Những chiếc bay đặc biệt này đã tạo tiền đề cho mỗi ban bay huấn luyện thành công trước khi có những chuyến bay diễn tập và hợp đồng tác chiến giữa chiến đấu cơ phức tạp và khó khăn hơn với các lực lượng khác. Mỹ ra đòn với Nga bằng cách bơm vũ khí cho Ukraine. Mới đây, một số nguồn tin cho rằng Mỹ rất có thể đã cung cấp vũ khí chống tăng cho quân đội Ukraine, bao gồm cả tên lửa FMG-148 Javelin. Và nhiều chuyên gia cho rằng đây có khả năng là động thái làm thay đổi ván bài ở Ukraine. Tất nhiên ở mức độ nào đó, điều này có thể xảy ra nhưng không phải về mặt quân sự. Trước tiên, hãy ngừng dò đoán xem đó là vũ khí phòng thủ hay tấn công, sát thương hay không sát thương. Chắc chắn tất cả các loại vũ khí này đều sát thương, thậm chí là vũ khí nổi tiếng phòng thủ cũng có thể được sử dụng để chống lại các đơn vị hoặc vũ khí tấn công. Do đó, chúng đều đóng vai trò quan trọng trong mỗi tấn công. Thứ hai, tác chiến hiện đại quá phức tạp, do đó một hệ thống vũ khí không thể có tác động lớn đến mức làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Khi Hezbollah sử dụng các súng chống tăng do Nga sản xuất như RPG-29, AT-14 Hornet và Mertz-M và tiêu diệt thành công xe tăng hiện đại bậc nhất của Israel là Merkava-4, điều này cũng không quyết định kết quả của cuộc chiến. Đúng là Israel hết sức kinh ngạc trước chiến thắng này, nhưng cũng không hơn cuộc tấn công tên lửa của Hezbollah và tàu khu trục lớp SA-5 INS Spear, hai hệ thống phòng thủ mà Hezbollah đã xây dựng trong những năm qua đặt ở ngay biên giới Israel-Liban. Rõ ràng nỗi ám ảnh về vũ khí công nghệ cao của phương Tây và sự tin tưởng vô cớ rằng vũ khí đắt tiền sẽ tốt hơn vũ khí rẻ tiền đã phản ảnh nền văn hóa quân đội không dựa trên truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu quả cảm hay chiến thuật mưu lược để giành chiến thắng trên chiến trường. Và tất cả những triết lý vô nghĩa này đều hoàn toàn sụp đổ vào năm 2006 khi lực lượng hàng hai của Hezbollah đã đánh thắng lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội Israel vốn nổi tiếng là bất khả chiến bại, bao gồm cả lữ đoàn Golani. Và Hezbollah đã chiến thắng vì rõ ràng chiến binh Hezbollah tràn đầy trí tuệ và tinh thần chiến đấu quả cảm, trong khi quân đội phương Tây lại không hề có những phẩm chất này. Lãnh tụ Hassan Nasrallah của Hezbollah đã lý giải điều này trong bài phát biểu Chiến thắng của Chúa. Làm sao một đội quân Mujahideen lại có thể đánh bại quân đội Israel mà không cần hỗ trợ và trợ giúp từ Chúa toàn năng? Kinh nghiệm chiến đấu phụ thuộc vào đức tin kết hợp với tinh thần sẵn sàng hy sinh. Điều này cũng phụ thuộc vào lý do, kế hoạch tổ chức, vũ trang và thực hiện các bước bảo vệ khi có thể. Không cần phải nói, các chuyên gia quân sự phương Tây đã chọn cách lờ đi lời nói này, và Washington thì chỉ tuyên bố rằng Israel đã thắng mà không thảo luận gì thêm. Sự tin tưởng tuyệt đối vào các chiến dịch tuyên truyền trong nước đã khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ coi những tên lửa chống tăng phòng thủ được vận chuyển tới Kiev sẽ thay đổi cân bằng sức mạnh giữa quân đội Ukraine và phe dân quân ly khai, hay nói cách khác là giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên trên thực tế lại không phải như vậy. Những người tin vào chiến dịch tuyên truyền của Mỹ sẽ phản bác lại rằng tên lửa Javelin tối tân mạnh hơn bất kỳ vũ khí nào từng được chứng kiến ở Ukraine, và điều này sẽ tạo ra khác biệt. Hãy cùng phân tích tuyên bố này kỹ hơn. Đúng là Javelin và hệ thống công nghệ cao tương đối phức tạp. Không giống như phần lớn vũ khí chống tăng khác, Javelin một khi đã bắn thì không cần phải điều khiển, vì nó có chức năng tự dẫn đánh trúng mục tiêu, do đó kiếp phóng tên lửa có thể tìm chỗ nấp và không cần phải lo về việc đánh trúng mục tiêu. Javelin cũng có thể tấn công xe tăng của kẻ thù từ trên cao, nơi mà vỏ bọc thép của xe tăng mỏng hơn là mặt trước hoặc các bên. Nhưng những tính năng này liệu có khiến Javelin trở thành siêu vũ khí hay không? Thực tế không hoàn toàn như vậy. Tên lửa Javelin được vận hành bởi các chuyên gia trong điều kiện chuẩn và không có nguy cơ sẽ khác với khi sử dụng chống lại xe tăng của Nga, được bảo vệ bởi bộ binh, súng bắn tỉa, pháo binh và hệ thống tên lửa của Nga. Thêm vào đó là địa hình phức tạp, các điều kiện thời tiết cực đoan như bùn, sương mù, mưa, nhiệt, tuyết, gió, thảm thực vật, làng mạc, thành phố, v.v. và khả năng của vũ khí đột nhiên suy giảm nhanh chóng. Bên cạnh đó, Javelin vốn cũng có tất cả các điểm bất lợi so với các hệ thống dẫn đường và nhắm bắn, như việc phụ thuộc vào hệ thống làm mát chậm, tên lửa không thể điều khiển được khi đang bay và hệ thống dẫn đường dễ bị đánh lừa bằng các nguồn nhiệt. Một trong số những vấn đề chính với việc chuyển giao hệ thống Javelin từ Mỹ sang Ukraine là Nga cũng sẽ tự do chuyển giao các hệ thống vũ khí sang cho lực lượng dân quân Donbass Novorossian, bao gồm các thiết bị gây nhiễu hồng ngoại, các hệ thống bảo vệ xe tăng chủ động hoặc thậm chí là các tên lửa chống tăng. Không ai biết cách thức Javelin hoạt động chống lại các hệ thống hiện đại của Nga,
nhưng kể cả nếu nó hoạt động tốt thì vẫn phải phụ thuộc vào các việc huấn luyện và động lực không chỉ của lực lượng phóng tên lửa mà còn của các lực lượng hỗ trợ. Cuối cùng, những vũ khí này không phải được sử dụng một cách riêng rẽ mà chỉ là một phần trong các nỗ lực tấn công hoặc phòng thủ. Kết quả của cuộc đối đầu sẽ là kết quả của nhiều đơn vị và hệ thống tham gia. Do đó, nếu lực lượng bộ binh yếu kém vì lực lượng chống xe tăng cũng không thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, vấn đề thực sự không phải là về kỹ thuật máy móc mà là vấn đề chính trị. Việc công khai đưa vũ khí đến Ukraine có nghĩa là về cơ bản Mỹ đã từ bỏ thỏa thuận Minsk II và không tôn trọng lập trường của Tây Âu. Theo giới quan sát, thực tế trên chiến trường là Nga được coi có ưu thế hơn kiểm soát cách thức cuộc chiến leo thang và tốc độ leo thang. Chẳng hạn, Nga có thể cung cấp nhiều vũ khí chống tăng hơn một cách bí mật và chỉ trong vài ngày, trong khi Mỹ phải thực hiện trong vài tháng. Hơn nữa, Nga có thể chọn cách đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa Javelin không chỉ bằng cách cử các hệ thống chống tăng đến chiến trường Donbass mà còn có thể đáp trả một cách bí mật và bất đối xứng. Nga có rất nhiều lựa chọn, bao gồm cả các biện pháp phi quân sự. Sẽ không có gì đáng mỉa mai nếu sau nhiều năm áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga nhằm khiến Moscow ngừng ủng hộ quân ly khai. Việc Mỹ đưa vũ khí chống tăng đến Ukraine sẽ khuyến khích Nga thực hiện điều mà nước này vốn đã tránh né, đó là tăng cường hậu thuẫn cho lực lượng Novorossiya và chủ động gây bất ổn cho quân đội Ukraine. Nếu họ nhận ra rằng mình không có gì để mất và không nước phương Tây nào nghiêm túc tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, thì Nga có thể sẽ công nhận hai nước Cộng hòa Novorossiya và cử quân đội đến đó, nhưng lần này là công khai với truyền thông và sẽ cắm cờ ở biên giới. Nếu điều này thật sự xảy ra, Mỹ sẽ làm gì? Đưa thêm nhiều vũ khí đến chăng? Hay sẽ đưa quân đội NATO đến? Châu Âu không muốn điều này, kể cả Ba Lan, và do đó Mỹ sẽ đơn độc với chính sách này khi tất cả các bên đều phản đối. Sự thật là toàn bộ chuyện đưa tên lửa Javelin đến Ukraine hoàn toàn là mục tiêu tuyên truyền chính trị, và làm như vậy không những không đem lại khác biệt gì, mà tệ hơn, còn có thể gây ra leo thang căng thẳng trên chiến trường. Do đó, ý tưởng này chẳng có giá trị thực tế. Đó cũng là cách lôi kéo những nhà dân túy Ukraine về giấc mơ đánh bại dân quân ly khai. Rõ ràng là quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc đưa vũ khí đến Ukraine nhưng lại không thể nói ra một cách công khai. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ vẫn mơ tưởng về việc đưa tên lửa Javelin đến Ukraine cũng giống như CIA đưa tên lửa Stinger tới Afghanistan, thứ vũ khí đã góp phần quan trọng trong việc chiến thắng Liên Xô. Giấc mơ này tất nhiên đã vấp phải một số sai lầm nghiêm trọng khi bắt đầu với giả định rằng quân đội Ukraine sánh ngang với quân Mujahideen ở Afghanistan, nói cách khác là so sánh Novorossiya với Liên Xô. Giấc mơ này cũng đã bỏ quên sự thật là trong khi Liên Xô ban đầu phải chịu sự tổn thất lớn vì Stinger, nhưng ngay sau đó họ đã thích nghi và phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả. Cuối cùng là ở Afghanistan, Liên Xô có lợi thế về vật chất và công nghệ so với quân Afghanistan, nhưng chưa chắc đã có lợi thế tuyệt đối như vậy với quân Novorossiya. Tóm lại, Stinger không đánh bại được Liên Xô và Javelin cũng không đánh bại được Novorossiya. Trong khi đó, có rất nhiều lý do để lo sợ cho tương lai của hai nước Cộng hòa Novorossiya. Thứ nhất, việc liên tục đưa vũ khí và chuyên gia từ phương Tây vào Ukraine có thể làm tăng khả năng của quân đội Ukraine. Thứ hai, trong những lĩnh vực quan trọng như trinh sát và dẫn bắn, quân đội Ukraine đã phát triển rất nhanh. Câu hỏi bây giờ là quân Novorossiya đã có sự chuẩn bị tốt ra sao và liệu họ có thành công trong việc khắc phục các vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua hay không? Tóm chung lại, việc đưa tên lửa Javelin tới Ukraine có thể là một nhân tố làm thay đổi cuộc chơi, nhưng không phải về mặt quân sự. Nó chỉ cho thấy rằng Mỹ không muốn một giải pháp hòa giải và châu Âu cũng không thể ngăn được Mỹ. Đây sẽ là một điều tồi tệ. Hiện nay, một số chuyên gia Mỹ gợi ý rằng những vũ khí này có thể sẽ được duy trì ở Ukraine nhằm đối phó trong trường hợp Nga tấn công. Tuy nhiên, điều này sẽ thật nực cười vì nếu Nga tấn công, kể cả có đến 200 tên lửa Javelin thì cũng chẳng tạo ra sự khác biệt. Hơn nữa, việc chỉ sử dụng các vũ khí tối tân sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Tóm lại, việc triển khai Javelin sẽ chẳng tạo ra sự thay đổi nào trên chiến trường, nhưng sẽ có thể tác động lớn đến chiến trường. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.